Chùa Hà đó. Các bạn đi khúc mình gõ như thế này. Bạn thấy sự kia đó. Làm đi ở đây như thế này. Các bạn ngồi nói. Kêu họ làm bình nhân của bà con mấy em. Bình nhân. Bình nhân.
Là chủ đỏ. Đỏ là người. Đỏ ngang đỏ. Ngang 2m6 cao 1m5 cao bằng cái lưới thôi. Cái cao gì nữa đâu. Lắm cửa ngay đấy gì không? Ừ. Còn nhau anh đóng cửa lại, cửa ngoài kia chỉ cứ đóng rồi người ta ra người ta mở. Bánh là chỉ đóng lại, ta mở cái bánh là thôi chỉ được làm cổng nhà chỉ đi ô tô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đóng chuông vào lần kia cho mình 5 tỷ đóng. Chứ ông nội là ông không làm rồi đấy. Ông nội nói là ông không làm rồi đó. Bảo qua Tết rồi đó. Cún ơi, cô uống canxi à? Đang nghỉ nữa. Ta mà xách cái cầy chết rồi. Vẫn đang nghỉ. Nghe cái nước mình. Cún ơi. Gọi em chưa đâu, đi xuống thẳng cửa. Ê, cún đây, cún đây. Trứng siêu ảo quá. Chú Mộ ơi. Cái gì ạ? Chú Mộ ơi. Quả trứng đồ chơi. Lấy ở đâu á? Em biết. Chứ bình thường mà chúng mình chơi ở đây nó hay to này mà. Mà sao cái quả này nó bé như quả trứng cút á? Qua đồ gỗ chứ lại chặt lên. Kéo cái quần xuống rồi con. Oh.
Chịu hút bê hút thuốc hả? Chia chia mắt cơ mà. Cứ thôi. Đi ra làm nhanh đấy. Một. Cái tay
Hello. Đi ra đi xuống. Đi ra đi không dây điện. Không lên. Dây điện dây đóng luôn đi vào trong này. Đi ra. Đi lên đây. Chưa cho ngon. Chưa cho cháo. Mình kinh đông mà để ăn cơm rồi. Cái này yếu thần kinh lắm rồi. Hôm qua ăn quay cồn tiền đình không?
cửa đi, chờ giờ cô vẫn làm được đó. Đừng có mua sát nên Hà cô vẫn làm được cửa đi cho thế rồi. Nguyên tắc trên tay mà tầm nhìn mình thật. Ừ. Có thể hỏi thảo nguyên các cô đang làm à? Nhanh các kiếm đi, không đi về. Nhanh. Bóng ma chạy vượt qua. Nó có bình thường đâu, coi như nó bình thường.
làm xong bay nhanh hơn tao được không? Chưa đến 5:30 à? Chắc chúng nó dậy từ 5 giờ. Chưa đến 5:30 là chúng nó đã đi rồi.
Dạ yeah. Còn mấy phút bốn điện thoại hả? Còn mũi không à, kể đi. Nhỏ là mũi mà thịt ra chứ. Mấy cái thuốc nhỏ, mũi nhỏ là thuốc nhỏ đi chứ không.
vẫn mừng. Vẫn bảo à? Hôm mà vẫn bảo à?
Liệu quá. Cũng thối mà. Chưa xong rồi. Rồi quay anh chết luôn. Quay anh chết đi. Hồi quá. Cái này cổ đằng trước. Nhìn nó bựa lắm. Đưa kinh thối. Quay đằng sau. Ghê quá. Cột dây lại. Dây đi cột cho lời vẫn xoay được đấy. Và thật cũng quay ra đây. Cuốn điệu hả? Cuốn thối với cuốn điệu gì? Cuốn điệu hay cuốn thối? Cuốn chẹn hả? Cuốn thối. À cuốn thối. Đi xuống xin nè. Xuống bếp xin. Thank you.